đang dự thảo các tài liệu mà sẽ gửi cho các thầy cô ở trường, chúng ta sẽ thực hiện. Ví dụ như là chúng ta sẽ xây dựng các cái tiêu chuẩn 5S cho từng cái khu vực ở trong nhà trường. Ví dụ như đối với khu vực phòng học thì chúng ta 5S là có những cái nội dung nào chúng ta phải làm 5S, bục giảng như thế nào, bàn ghế như thế nào, thiết bị dạy học như thế nào, góc vệ sinh như thế nào, góc tài liệu học tập và góc học tập của học sinh như thế nào, đúng không? Thế rồi các cái điều kiện khác như thế nào, đấy là chúng ta sẽ xây dựng và chúng ta sẽ ban hành ra các cái tiêu chuẩn của. Thế thì các thầy cô ở các lớp, các thầy cô chủ nhiệm sẽ có trách nhiệm là làm sao đấy để học sinh lớp mình tuân thủ đầy đủ tất cả các tiêu chuẩn như vậy. Thì ví dụ như hình ảnh các cái lớp học, chúng ta sẽ có những cái hình ảnh thế nào là hình ảnh đáp ứng yêu cầu và thế nào là hình ảnh chưa đáp ứng yêu cầu 5S. Thì chúng ta sẽ có những cái ví dụ như vậy để cho thầy và trò luôn luôn có cái giá trị tham khảo. Ví dụ như góc vệ sinh chổi chiếc là thứ tự cho ta, hiện nay chúng ta đang vứt chổi rồi là cây trong nhà vứt mỗi cái thứ một cái vứt nở góc phương tiện tay cái là nhắm cái vèo ra xong đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải rèn cái ý thức làm sao đấy để đưa nó vào cái quy củ nhất định. Bàn học cũng vậy, các thầy cô nhìn cái bàn này thì nó cái nhô ra, cái thụt vào, cái chân này, cái chéo kia, như vậy nó sẽ không phải cái chuẩn cái lớp học nó mét. Mình sẽ phải làm sao đấy để cứ luôn sau khi kết thúc giờ học thì tất cả bàn ghế được thẳng tắp xuống hàng nhé, nhìn nó thành cái đường thẳng tắp như thế nào, ví dụ như vậy. Hay là cái bố trí lớp học mà chúng ta hiện nay đang 1, 2, 3, 4 dãy như thế này có hợp lý không? 4 dãy là hợp lý hơn về mặt công thái học hay là 3 dãy thì sẽ hợp lý hơn hay là 2 dãy thì sẽ hợp lý hơn? Thì cái này nó cũng đều phải tính toán, đều phải nghiên cứu, đều phải phân tích và từ đó rồi mình quyết định ra xem là một cái bố trí, một cái sắp xếp như thế nào cho nó.